Thủy Vân rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong thời lượng của bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, mưa bão kinh hoàng nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc, lũ lụt đập Tam Hiệp có ảnh hưởng tới Việt Nam hay không? Đó là câu hỏi có rất nhiều bạn đọc và quý khán giả trong những ngày vừa qua đã gửi đến chương trình. Vậy thì trong bản tin ngày hôm nay, các bạn sẽ được biết câu trả lời chính xác. Thưa quý vị, thông tin về lũ lụt sông Dương Tử của Trung Quốc trở nên nhạy cảm, bị chính quyền của ông Tập Cận Bình kiểm soát rất nghiêm ngặt. Truyền thông của Trung Quốc không được đưa tin ra ngoài bất kỳ một thông tin nào liên quan tới những trận động đất, sóng thần, mưa lũ và tình hình con đập Tam Hiệp, nhất là bối cảnh mà 32 tỉnh thành phố của Trung Quốc bị chìm trong mực nước 4m, có nơi lên đến 10m vì lũ quét và sạt lở. Hiện chỉ có những trang vệ tinh quốc tế và một số tờ báo lớn của thế giới mới đưa tin về những gì mà thiên tai đang đổ lên Trung Quốc. Trong gần một tháng trở lại đây, rất nhiều nơi ở Trung Quốc, trong đó có Trùng Khánh, Vũ Hán, Hồ Bắc xảy ra ngập lụt hết sức nghiêm trọng, nhưng các kênh truyền thông và đài truyền hình của Trung Quốc CCTV lại không hề đề cập tới những trận mưa lũ kéo dài trong những ngày qua. Họ chỉ đưa một số bản tin rất ngắn và kín đáo. Và để kiểm soát thông tin, trên cảnh sát của thành phố Vũ Hán cũng như Trùng Khánh của Trung Quốc đã đưa ra thông báo khẩn cấp đe dọa bất kỳ ai tiết lộ những thông tin vô trách nhiệm về lũ lụt, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở thì đều bị điều tra và bị bắt ngay lập tức. Một số học giả có kiến thức pháp lý chỉ trích rằng chính phủ của Trung Quốc luôn dở mọi thủ đoạn phong tỏa thông tin để che đậy những âm mưu, thủ đoạn và tội lỗi của mình. Thưa quý vị, những ngày gần đây, mưa lớn tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực phía nam của Trung Quốc, bao gồm các tỉnh như Quý Châu, Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh và nặng nề nhất là thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, nơi trải qua đại dịch Covid-19, thì nay lại hứng chịu những trận đòn của mẹ thiên nhiên đổ xuống, làm cho nơi này sập sệ đến thậm tệ. Những đợt mưa lũ, sóng thần đe dọa trực tiếp tới con đập Tam Hiệp chắn ngang con sông Dương Tử nằm ở thành phố Vũ Hán, làm cho toàn bộ người dân ở thành phố này phải bỏ cửa, bỏ nhà, đi về những miền quê khác để sinh sống cũng như lánh nạn. Một số gia đình có điều kiện kinh tế khá giả thì bỏ chạy sang nước ngoài, họ định chạy sang cả Việt Nam để lánh nạn. Chính vì vậy, một số người dân Trung Quốc phải chạy sang Campuchia và sang cả Úc. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc không được đưa tin về những tình hình và những vụ lũ lụt, kể cả truyền thông nhà nước Trung Quốc không được đưa tin về tình hình lũ lụt đang diễn ra phức tạp tại Trung Quốc. Nhưng một số trang chuyên theo dõi về tình hình thiên tai lũ lụt hạn hán mang tên ACB của Mỹ và Nhật Bản đều cho biết có hơn 148 con sông lớn bé của Trung Quốc đang ở mức độ cảnh báo đỏ. Nguy hiểm nhất là con sông Dương Tử lớn nhất của Trung Quốc và là con sông lớn thứ 3 trên thế giới đang bị lũ quét, sạt lở cực kỳ nghiêm trọng. Đáng chú ý hơn là con sông này đang phải gánh con đập Tam Hiệp, một trong những con đập lớn nhất trên thế giới nhưng lại là tử huyệt chết người của chính quyền ông Tập Cận Bình. Hiện những nơi như thượng nguồn của đập Tam Hiệp, nước đang chảy về rất nhiều, lên tới 52 tỷ mét khối nước, và nếu như mực nước này bị phá vỡ thì con đập hoàn toàn của Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm. Nhiều thành phố, xí nghiệp, cơ quan, ban ngành của chính phủ Trung Quốc sẽ bị bù dập và bị cuốn ra biển Đông. Điều này đang khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc đang bị mẹ thiên nhiên ra tay trừng trị, bởi trong thời gian vừa qua, phía chính phủ Trung Quốc đã gây ra rất nhiều đau thương cho toàn thế giới. Theo trang tin IBC của Mỹ, thông báo qua kênh vệ tinh cho biết nhiều ngôi làng, trong đó có hàng ngôi làng hàng trăm năm tuổi của Trung Quốc đã bị nhấn chìm, làng mạc bị lũ quét và hơn 800 triệu người dân của Trung Quốc phải sơ tán. Đường xá, cầu cống bị hư hỏng nặng, ô tô, xe máy, máy bay đều bị nổi lềnh bềnh. Hàng ngàn khu tự trị nổi tiếng của Trung Quốc bị chìm trong nước lũ, thiệt hại không thể đong đếm được ra thành tiền. Người ta cho rằng năm nay là một năm đại hạn lớn của Trung Quốc. Nếu quý vị theo dõi tình hình Trung Quốc từ đầu năm 2023 tới nay thì có một điều không sai: khi dịch bệnh và mưa lũ liên tục đổ lên đầu chính quyền ông Tập, có những nơi ngập tới tầng 2 và tầng 3, nước lũ liên tục đổ từ trên cao xuống làm cho 31 tỉnh thành phố của Trung Quốc ở khu vực phía Nam bị tê liệt. Trong những ngày vừa qua, tất cả đều bị phong tỏa. Theo thông tin của Mỹ cho biết, hôm qua ngày 25 tháng 6 năm 2023, Trung Quốc còn bị dính thêm một trận mưa đá khổng lồ, tảng đá to với kích cỡ bằng quả bóng liên tục từ trên trời rơi xuống, làm cho con đập Tam Hiệp của Trung Quốc bị lõm và bị cong vênh. Hiện toàn bộ những nơi lân cận ở khu vực con đập có bán kính 100 km đều phải sơ tán khẩn cấp trong lúc dịch bệnh của Trung Quốc đang bùng phát mạnh ở giai đoạn 2. Như vậy, có thể nói rằng Trung Quốc đang gặp những đại họa mà mẹ thiên nhiên cũng như là dịch bệnh đang đổ xuống chính quyền ông Tập. Điều này làm cho chính quyền của ông ta phải suy nghĩ lại khi mà đi giao thiệp với các nước trong khu vực. Nguy cơ vỡ đập của Trung Quốc là khá cao.
Tuy nhiên, chính phủ của Trung Quốc hầu như không quan tâm. Các quan chức trong chính quyền của ông Tập không cho truyền thông của nước này đưa tin ra ngoài. Thế giới cũng chẳng hiểu vì sao họ lại muốn bưng bít thông tin như vậy. Và họ cho rằng nếu chính quyền của Trung Quốc công khai thông tin trên ra ngoài thì biết đâu thế giới lại ra tay giúp đỡ Trung Quốc thì sao? Như vậy, có phải Trung Quốc đang bị chịu thiệt thòi hả hay không? Còn nhớ đợt dịch Covid-19 hay còn gọi là con virus corona xảy ra ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc vào trung tuần tháng 4 năm 2019. Phía Trung Quốc cũng đã bưng bít thông tin không cho tiết lộ ra bên ngoài để bây giờ hậu quả quá khôn lường. Bài học này là một trong những bài học sâu sắc nhất khi mà chính phủ Trung Quốc liên tục đưa ra những thông tin cấm đoán, bưng bít những thông tin không cho tiết lộ ra ngoài, không cho thế giới biết. Mỹ kịch liệt lên án phản đối chính phủ Trung Quốc khi bưng bít con virus Vũ Hán để bây giờ nó lan ra toàn bộ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm cho chuỗi cung ứng sản phẩm của toàn thế giới bị tê liệt, nhiều ngành nghề bị phá sản và nhiều nước bị lao đao. Trung Quốc sẽ phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình, và nếu như thế giới không ra tay, Mỹ không ra tay, Nga không ra tay và nhiều nước trên thế giới không ra tay trừng trị Trung Quốc thì đã có mẹ thiên nhiên. Đặc biệt là trong 3 tuần vừa qua, mưa lũ ở Trung Quốc gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la cho chính quyền ông Tập. Theo một tờ báo của Lào cho biết, hiện nước Lào cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ từ phía Trung Quốc tràn sang. Đợt mưa lũ đầu năm nay trong vòng 20 ngày đầu của tháng ở các tỉnh phía nam của Trung Quốc đã cướp đi rất nhiều sinh mạng, lên tới 36 người. Qua theo thống kê mới nhất của một trang tin cho biết, đã có 63 người thiệt mạng do mưa lũ và động đất, thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Theo một báo cáo rất ngắn, gọn cũng như bí hiểm của Bộ Quản lý và Tình huống Khẩn cấp Trung Quốc cung cấp, các trận mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 6 năm 2023 tới nay ở vùng đông nam của nước này đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Hàng ngàn các con đường và con sông bị ngập lụt, hàng ngàn những ngôi nhà bị nhấn chìm từ tầng 2 đến tầng 3. Một lượng nước khổng lồ đã gây ra lũ quét, sạt lở, hủy hoại nhiều làng mạc, cuốn trôi nhiều nhà cửa, đường xá. Lênh láng đã có ít nhất 73 người thiệt mạng và mất tích. Tổng cộng đã có hơn 8,7 triệu người dân của Trung Quốc ở 14 tỉnh, thành phố, lưu vực con sông Dương Tử bị ảnh hưởng trong cuộc sống, và đã gần 1 tỷ người dân Trung Quốc bị cô lập. Dự báo trong những ngày tiếp theo, Trung Quốc còn hứng chịu nhiều đợt mưa lũ cũng như mưa đá xảy ra. Dự báo ngắn gọn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, mưa lớn kèm theo sấm sét, lũ quét, sạt lở và mưa đá sẽ tiếp tục xảy ra trong vài ngày tới. Lượng mưa đo được tại các tỉnh Hồ Nam, Phúc Khánh, Phúc Kiến từ hôm Chủ nhật ngày 25 tháng 6 năm 2023 phổ biến từ 200mm đến 350mm. Nhiều hệ thống sông ngòi đang bị quá tải lên mức báo động đỏ. Một số khách sạn, nhà hàng ven sông ở thành phố Trùng Khánh bị cuốn trôi ra biển Đông. Thống kê chưa đầy đủ nhưng trang tin địa phương cho biết đã ảnh hưởng tới hàng triệu người của Trung Hoa đại lục. Trong khi đó, kết quả thống kê của một nhà môi giới bảo hiểm quốc tế mang tên AIA, thiệt hại lũ lụt gây ra ở Trung Quốc trong những ngày qua có thể lên tới hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Và đây chính là thiệt hại nặng nề nhất mà chính phủ Trung Quốc đang phải gánh chịu. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, đợt lũ vào đầu năm 2023 tại Trung Quốc dự báo sẽ còn tiếp tục và nghiêm trọng trong những ngày tới, và rất có thể sẽ đi vào kỷ lục top 1 trận mưa gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử của thế giới. Theo kết quả nghiên cứu của Tổ chức Dữ liệu Thảm họa Quốc tế gọi tắt là AIM, Trung Quốc đã có 10 năm đối mặt với thiên tai lũ lụt gây thiệt hại đến 10.000 tỷ đô la. Trong đó, đắt đỏ nhất là trận lũ lụt hồi năm 1998 gây thiệt hại 100 tỷ đô la và đến nay vẫn giữ ngôi vị số 1 lịch sử về thiệt hại thiên tai. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các đợt mưa lũ kéo dài ngay từ đầu mùa mưa của Trung Quốc hiện nay thường có xu hướng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nặng nề sau đợt El Nino vào mùa đông và tiền lệ xảy ra vào năm 98 và năm 2016. Hai nhà nghiên cứu của Nhật Bản mang tên Hiroko và Atitoto thậm chí đã đưa ra một số kết luận nghiệt ngã như sau: kiểu mô hình khí hậu hiện đại xét về cả liều lượng và cường độ của các trận mưa ở khu vực châu Á, nhất là đối với Trung Quốc trong mùa hè này, có thể tăng lên khi trái đất nóng lên so với các châu lục khác. Thưa quý vị, trước những tình hình diễn biến phức tạp, mưa lũ, sóng thần, động đất, núi lửa và sạt lở của Trung Quốc, Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Hoa Kỳ và của Nga, một trong những trung tâm lớn nhất, hiện đại bậc nhất thế giới, tiên đoán rằng Trung Quốc còn gặp những trận mưa lũ kỷ lục khủng khiếp trong tháng 7 và tháng 8 tới. Hiện, hai trung tâm khí tượng thủy văn của Mỹ và Nga cho biết độ phân giải cả lượng mưa trung bình và cực đoan ở mùa hè năm nay sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới.
Vì thế, các nước phải hết sức cảnh giác. Hiện chỉ có Trung Quốc đang bị gánh chịu thảm họa một cách nặng nề nhất trên thế giới, và nhiều người cho rằng chính Trung Quốc gây ra những đường lối sai trái, những chỉ đạo sai lầm đã gây ra rất nhiều hậu quả khôn lường cho thế giới. Nên bây giờ, mẹ thiên nhiên đã giáng đòn cho Trung Quốc. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình rất lo lắng bởi Trung Quốc đang trải qua khủng hoảng kinh tế, chính trị đang tàn phá một cách khốc liệt nhất, thì bây giờ lại đến thiên tai lũ lụt, lũ quét ập lên đầu chính quyền của ông ta, làm cho chính quyền Bắc Kinh không kịp trở tay. Rất nhiều khả năng phía Trung Quốc sẽ bị sụp đổ trong những trận mưa và lũ lụt lịch sử này. Nếu như một trong vài ngày tới thiên tai vẫn tiếp tục đổ lên phía Trung Quốc, các tin tức liên quan tới tình hình đó chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị vào những bản tin sau. Còn chương trình ngày hôm nay do có thời lượng và có hạn nên chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất, hữu ích nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội diễn ra trong 24 giờ qua ở trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính có trong chương trình.